Hello, chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì là bên shop xin quay cho các bác về một chiếc Twitter Gen 5. Và con này cũng là cái màu mà nhìn khá là vào mắt hơn tất cả mẫu còn lại. Vì nó cũng không không quá là nổi mà nó cũng không quá là tối. Mà nhìn thì nó rất là đẹp. Nên là màu xám lông chuột nhé các bác nhé. Thường thường thì tất cả các mẫu xe ở bên bên em thì là bao giờ cũng sẽ cố gắng thì lấy cái mẫu đấy thì lấy thêm cái màu này. Quang lấy cái màu này, tại vì màu này khá là dễ bán hơn so với tất cả các mẫu còn lại, vì cái màu của nó dễ đi và nó cũng khó bẩn hơn tất cả các mẫu còn lại. Đây các bác, thì tiền đề là như ví dụ như là chiếc Java Foco thì nó cũng có cái màu xám này, hoặc là một số vài cái mẫu khác thì nó có màu xám này, thì bao giờ cũng sẽ được anh em quan tâm nhiều hơn. Thì các bác nhìn cho em là cái chiếc giờ 5, trên khung của nó sẽ có chữ giờ 5 này, giờ 5 là Twitter giờ 5. Bản khung thì sẽ giống như là con Twitter giờ 10, nhưng mà ở trên vạch ở trên này bác này, ở trên giống giống thứ nhất này, giống này, giống đứng này, ở giống ngang này, thì nó sẽ có một cái vạch vạch kẻ đen ở đây chiếm nửa cái giống này, nên là nhìn nó sẽ có một cái điểm nhấn rất là đẹp. Đây các bác này, đó cái màu đen này, anh nhìn nó rất là đẹp, nó rất là ok. Về đây cũng là phiên bản mới nhất bây giờ, tức là bản 2023, thì các bác sẽ thấy được rằng là trên sườn của nó sẽ đi âm dây hết rồi, đi âm dây hết rồi, nó sẽ không đi dây vào đây nữa, và bây giờ nó sẽ đi trực tiếp từ trên cổ này xuống luôn. Thế tức là cái đoạn sườn này sẽ nhìn nó trống trơn luôn, và nó không 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 có dây đi chạy qua, nên nhìn rất là đẹp. Đây là phiên bản 2023 thì nó mới làm như thế các bác nhé. Các bản cũ thì nó vẫn chạy ở đây, nó chạy từ đây nó chạy đi đó. Bây giờ đây là bản mới thì nó sẽ không không chạy như thế nữa rồi, nó chạy trực tiếp từ trên cổ này xuống, và nó sẽ thay đổi cái bô tăng này. Bô tăng này nhìn sẽ vuông vức hơn. Bản 2023 này nó sẽ làm như thế này, rất là đẹp. Cụm phanh Techo này, đây các bác, cụm phanh Techo này, cùi đề Arocam hấp của Zetro, cũng là Zetro, cối lổ rất là to. Đây là mặt bên đây của em nó, thì các bác sẽ nhìn thấy được cả cùi đề này, đó, cùi đề thì dùng Zetro, cái bán đề của nó thì là cũng là carbon luôn, và các cái bánh lăn của nó, đấy có thêm 7 màu này, đấy. Cối lổ rất là to các bác nhá, cối lổ cái dòng này thì nó thôi rồi rồi. Các bác muốn tìm một chiếc xe mà có cúi nổ thì đây, rất là to. Cùi đĩa thì của JBL này, hai tầng này, sườn thì là sườn carbon này, cọc in carbon, lạng carbon đó. Con xe này thì có 8,5 cân thôi, và hiện tại này có màu xám này, màu trắng đỏ, màu đen trắng đen và màu xi măng, và những cái màu mà bên em có các bác nhé.